Vâng, và chúng tôi rất là trân trọng cái tinh thần của anh Hiệp Nguyễn, bởi vì không những là anh đại diện cho Rokana từ liên bang tham gia đều đặn những sinh hoạt cộng đồng, mà anh còn thường xuyên theo dõi những tin tức ở trong nước để làm bất cứ một điều gì mà có thể gọi là tham vấn cho boss của mình, để có những cái hoạt động hỗ trợ cho cái việc đấu tranh dân chủ nhân quyền trong nước. Mà như người Lữ vừa nói là vừa qua thì ông Rokana cũng đã có một cái buổi nói chuyện tại Quốc hội của Liên bang Hoa Kỳ về cái tình trạng nhân quyền của Việt Nam, vân vân. Và thưa quý vị, gần đây khi mà Thượng sĩ Trần Đức Nguyễn ở Thượng viện Cali đề nghị ra cái SB 895 thì cũng qua anh Hiệp, ông Rokana đã nhanh chóng viết một cái thư để ủng hộ cái dự luật SB 895. Vâng, nếu không có những người đại diện mà có tấm lòng thì thưa quý vị, từ liên bang chắc chắn Rokana cũng không biết được về cái SB 895. Điều này chúng tôi cũng nhân đây muốn nói một điều rằng mong sao những người đại diện cho các vị dân cử mà là người Mỹ gốc Việt, xin đừng quên vì sao chúng ta có mặt ở đây. Đừng quên rằng Việt Nam 43 năm qua vẫn sống dưới một thể chế độc đảng và độc tài. Mong rằng quý vị đại diện cho dân cử mà là người Mỹ gốc Việt thì quý vị nên thường xuyên theo dõi những tin tức để có thể tham vấn cho boss của quý vị những cái nghị quyết cần thiết cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ, cũng giống như cho cái tình trạng đấu tranh dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Vâng, cảm ơn rất là nhiều. Có cái một cái câu hỏi là anh Nghe Lữ cũng như cái mùa tháng tư đen. Khi chọn lựa một cái việc mà cái lương nó thấp hơn cái việc trước của Hiệp cũng chỉ vì cái lòng mong muốn là đóng góp cho cái cộng đồng của mình, có cái tiếng nói, đặc biệt là cái sự quan trọng của sự chính trị trong đấu tranh. Thì Hiệp có thể kể cho mọi người nghe rằng 30 tháng 4 75 để lại cái điều gì cho Hiệp? Hiệp qua đây như thế nào? Và chắc chắn rằng đó là những động cơ thúc đẩy cho Hiệp chọn lựa cái con đường này. Mời Hiệp. Dạ thưa anh, ngày 30 tháng 4 nó đánh dấu một sự thay đổi lớn ở đất nước chúng ta. Ngày 30 tháng 4 lúc đó là Hiệp đang là sinh viên học tại Sài Gòn. Và nghe là thấy mọi người nhốn nháo quá sức đi. Và hồi đó Hiệp đào học đại học nào? Dạ hồi đó là Hiệp học ở trường Quốc gia Hành Chánh. Dạ. Thì trước đó thì trong đã có những cái dấu hiệu. Ví dụ trước đó một trong những giáo sư mà dạy Hiệp về chính trị đó, đó là thầy Nguyễn Ngọc Huy. Thì trước đó khi mà mỗi lần thầy đến thầy dạy ở trong lớp đó thì đã có một người cận vệ của thầy đứng ở ngoài cửa, ngay trước cửa lớp đó, để bảo vệ cho thầy. Đó. Nó có những cái dấu hiệu như vậy. Thì ngày 30 tháng 4 thì nói không hết, nhiều người đã nói những cái thảm cảnh đó rồi. Ví dụ như Hiệp lúc đó là lấy xe chạy quanh hết tất cả những cái đại học, thì thấy bên đường những anh lính chiến của mình đã đi bộ từ có lẽ là từ phi trường hay từ những nơi đi bộ và đi không như vậy, và có những người cộng sản họ đứng họ đi theo đó, đại khái như vậy. Thì cái đó là một cái, đối với cái đó là một cái sự xáo trộn và mất mát lớn. Nhưng mà cái mà tệ hại hơn nữa là sau khi người cộng sản lên nắm chính quyền, họ đã đẩy tất cả những sĩ quan của chúng ta vào những cái trại gọi là học tập, nhưng mà sự thật đó là tù trá hình và muốn đày đọa để mà cho những người này không còn ý chí chiến đấu, hoặc là để mà giết họ đi một cách thầm lặng. Cái đó là cái đau đớn nhất. Nếu như mình nhìn qua lịch sử của Mỹ đó, sau cái cuộc mà nội chiến Nam Bắc đó, rất là lớn, nhưng mà sau đó đó là người là tổng thống của Mỹ đã khôn khéo, nghĩa là hòa hợp Nam Bắc để cho mọi người sống với nhau. Đó mới là chính là con đường đúng đắn của một dân tộc. Mới sáng nay mình nghe một cái tin rất là vui, đó là Nam Hàn và Bắc Hàn đã bắt tay nhau để mà tránh cái cuộc nội chiến đẫm máu. Thì tất cả những cái việc mà người cộng sản Bắc Việt làm đó, nếu như mà đứng công tâm nhìn vào lịch sử đó,
thì chúng ta thấy rõ ràng là họ là những người theo lệnh của Đệ Tam Quốc tế Cộng sản, tức là Liên Xô và Trung Quốc, để mà đánh chiếm miền Nam tự do của chúng ta. Thì bây giờ nói lại về cái thảm cảnh đó, mà sau này chúng ta còn thấy những cái vụ mà vượt biên, vượt biển đó, thì nó còn thảm cảnh hơn nhiều. Gia đình ly tán, nhất là gia đình của những sĩ quan quân lực Việt Nam mà ly tán một cách khủng khiếp. Cái đó nó làm một nét vừa ô nhục mà vừa đau đớn cho đất nước chúng ta vì cái chính sách không đúng đắn của người Cộng sản. Chính Hiệp đã ở lại sống trong nước mấy năm sau khi Cộng sản chiếm miền Nam. Thì lúc đó Hiệp sau khi đang học quốc gia hành chánh thì họ đuổi đi. Thì là Hiệp thi vào, may mắn vào học được trường sư phạm. Thì cái đời sống của sinh viên nó cũng tàn tệ không thể tưởng được. Đó. Và những cái trong trường đó thì là cái ngay cả trong trường học thì cái bộ phận mà nắm lãnh đạo trường á, nó là bộ phận về chính trị chứ không phải là ông thầy hiệu trưởng. Người hiệu trưởng chỉ làm về hành chánh, còn cái bộ phận mà nắm là chính là những chính ủy. Đó. Thì tất cả những đó đều được nghĩa là control, tức là cái được điều khiển bởi những cái người cộng sản của Đảng Cộng sản. Cái lúc mà Hiệp học mà gần ra trường đó thì người thầy của Hiệp đó gọi là giáo sư chủ nhiệm đó, thì bà có nói với Hiệp rõ ràng: nếu như mà em mà không gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản, Đoàn Công nhân Lao động Việt Nam hồi đó, Lao động Hồ Chí Minh, thì ra trường em sẽ không có việc. Tất cả mọi chuyện nó đều là do Đảng nắm hết. Đó. Bây giờ trở lại vấn đề mà cái những cái đau thương của người Việt mình thì không ai có thể nói hết được, mà nó đánh động lương tâm nhân loại để cho tất cả các nước trên thế giới, kể cả Mỹ, cũng đã cùng đứng lại với nhau để giúp đỡ chúng ta. Bây giờ một cái điều mà Hiệp nhớ Hiệp đọc ở đâu, hoặc là câu thơ hoặc là một nhà văn viết một cái câu rất là hay, đó là: chúng ta mất hết chỉ còn nhau. Bởi vậy cho nên Hiệp rất mong là đồng bào Việt mình ở hải ngoại, chúng ta mất hết chỉ còn nhau, thì chúng ta hãy đứng lại với nhau cho thật là chặt chẽ. Vâng, thưa quý vị, cái điều Hiệp vừa nói chúng tôi cũng đã thấy được cái tấm lòng của Hiệp. Tuy nhiên với tư cách là một người đại diện cho một vị dân biểu liên bang và đã chọn cái con đường này, thì nếu có một điều gì đó nói với những bạn trẻ người Mỹ gốc Việt đang sống tại Hoa Kỳ, cái tính cách quan trọng của chính trị, thì Hiệp sẽ nhắn nhủ các bạn trẻ điều gì? Dạ thưa anh, điều thứ nhất mà Hiệp muốn nhắn nhủ các bạn trẻ, thứ nhất đó là hãy tìm hiểu về lịch sử của Việt Nam. Hãy đến gần với lịch sử của đất nước mình, nơi đó cha ông của mình, những người đã sinh thành ra mình, đã trải qua, đã hy sinh. Hãy nhìn, hãy đọc lại, hãy tìm hiểu. Thì khi mà các bạn đã tìm hiểu được cái đó, thì lúc đó các bạn mới nói: ô, cái điều này đúng hay là cái điều này sai. Ví dụ như cái người mà dân biểu hay nghị sĩ muốn cố vấn các bạn một điều gì đó, thì các bạn mới biết rằng: ô, mình nên làm như thế này để cho nó có lợi cho cộng đồng Việt của mình, để nói chung và để cho có lợi cho những người đấu tranh dân chủ trong nước nữa. Vì cái bộ phận những anh chị em đấu tranh dân chủ trong nước đó, họ vẫn còn rất nhỏ nhưng mà họ rất là cương quyết, họ rất là cương cường. Nếu như mà anh chị các bạn trẻ mà có theo dõi những cái vụ án của họ đó, mới thấy những người này là những người xuất chúng của Việt Nam chúng ta nha. Thành ra là chúng ta phải hỗ trợ họ. Thành ra là hãy tìm hiểu lịch sử nước mình, hãy nói lên tiếng nói của mình, giúp cộng đồng Việt Nam và giúp nước Việt Nam nói chung về vấn đề tự do dân chủ. Sao chúng tôi chỉ biết cam tâm nằm đây u hoài, ngày từng ngày trào dâng đau thương thấp hèn nhìn về vấn nước,
sao chúng tôi chỉ biết cắn răng làm đầy căm phẫn để non sông gầm bóng mất đi nào còn nghĩa chi. Hãy để chúng tôi cất tiếng nói của quyền công dân, cứu đất nước thoát khỏi cuộc lầm than tương lai dân tộc vòng nhục ô vô cùng phía trước, cứu đất nước thoát khỏi vòng nhục ô tối tăm triền miên. Hãy để chúng tôi cất tiếng nói của quyền con dân, nước đã mất nên rồi người người mang trong tim oán hờn ngày nhục vong bao trùm đen tối. Nước đã mất đến rồi chẳng còn đâu với tên Việt Nam. Sao chúng tôi chỉ biết cam tâm làm đầy u hoài, ngày từng ngày trào dâng đau thương thấp hèn nhìn về vẫn nước. Sao chúng tôi chỉ biết cắn răng lòng đầy căm phẫn để non sông gầm vóc mất